Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Cậu Review. Hiện tại thì trên bàn của mình đang có một sản phẩm nó rất là lớn ở đây. Vậy nên mình sẽ không thể ngồi ở phía sau bàn được mà sẽ phải đứng và review về nó. Đây chính là bộ cây kỷ niệm 14 năm thành lập của Alpha PC và mình đã mượn được nó về. Thực ra khi các bạn mua cái bộ cây này thì giá trị của nó là bao nhiêu thì các bạn vẫn mua y hệt với giá đó. Nhưng sẽ có một món quà rất đặc biệt cho các bạn. Nó trị giá lên đến là 10 triệu, đó là một chiếc ghế gaming Corsair. Và với mức giá 10 triệu như vậy thì chắc chắn cái ghế này không thể tầm thường được, mà nó sẽ giống như những chiếc ghế gaming khác, nó sẽ cực kỳ là đáng sở hữu và đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm khi mà ngồi chơi game ấy, thì nó sẽ là vô cùng thoải mái. Cùng với đó thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn hơn về sức khỏe với tư thế chuẩn khi mà chơi game. Đó thì ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chính của video này, đó là review về bộ PC này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có vi xử lý thế hệ mới nhất đến từ Intel, đó là Core i5-8400 đời Coffee Lake. Về cái con chip này thì nó sẽ có 6 nhân thực và 6 luồng xử lý. Vậy nên hiệu năng của nó thực sự là rất ấn tượng. Và nói không ngoa thì đây là con chip gần như là sẽ tốt nhất ở trong tầm giá khoảng 4 triệu rưỡi mà các bạn có thể sở hữu được. Tiếp theo là về mainboard thì tất nhiên chúng ta sẽ phải có một chiếc main có thể hỗ trợ tốt cho dòng chip Coffee Lake. Và chiếc main được Alpha lựa chọn ra vào bộ PC này, đó chính là chiếc main có chipset Z370 có tên là DS3H, và đây là chiếc main size MATX. Và thực ra mình biết là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có những cái dòng mainboard nó rẻ hơn để có thể tương thích tốt với dòng chip Coffee Lake. Nhưng sở dĩ cho bộ PC này nó có cái chiếc main Z370 này, đó là bởi vì với cái chipset Z370 ở trên những dòng mainboard này thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên những cái con chip mà cho chúng ta khả năng ép sung. Giả dụ như sau này bạn cần có nhu cầu để mà ép sung chip chẳng hạn, và bạn cần một con chip nó có hiệu năng mạnh hơn, thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên dòng chip i5-8600K, hoặc là các bạn nâng thẳng lên hẳn i7-8700K. Thì lúc đấy cái dòng main Z370 này nó sẽ thực sự là rất cần thiết cho các bạn. Và thực ra cái dòng DS3H này thì nếu như trước đây các bạn nào mà quan tâm khi mà xây PC dòng chip Coffee Lake ấy, thì các bạn sẽ để ý thấy là đây là một trong chiếc main mà bán chạy nhất thời điểm đó, bởi vì chiếc main này đến từ thương hiệu Gigabyte, một thương hiệu rất là nổi tiếng và cũng rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Và thực sự là cái giá thành cũng như là chất lượng của chiếc main DS3H này nó cũng rất là tốt so với tầm giá mà nó mang ra, nhất là ở những thời điểm khi mà chúng ta chưa có những dòng main B360 để nó tương thích với cả Coffee Lake, thì cái dòng Z370 DS3H này thực sự là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là về RAM đi kèm cùng với bộ PC này. Với một chiếc PC trong tầm giá khoảng 30 triệu thì 16GB RAM sẽ là điều chắc chắn phải có, và bộ đôi RAM được trang bị ở trên chiếc PC này đó sẽ là hai thanh RAM Adata 16GB, mỗi thanh có dung lượng là 8GB, bớt là 3000. Vậy nên nếu như sau này nhu cầu của các bạn có mạnh hơn thì các bạn cũng hoàn toàn có thể ép sung lên cái mức 3000MHz này thì sử dụng hiệu năng nó sẽ là tốt hơn. Và hơn nữa thì cái thanh RAM này ngoài bộ tản nhiệt thông thường ra thì nó còn được trang bị thêm LED RGB. Vậy nên là với những bạn nào mà là game thủ thích bộ case của mình nó phải hào nhoáng một chút, LED lủng các kiểu, thì đây sẽ là một trong cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Cam hình đi kèm với bộ PC này thì thực sự nó cũng rất là mạnh mẽ, đó là card MSI GTX 1060 6GB. Và với một chiếc card như thế này thì không cần phải nói nhiều, hiệu năng của nó chắc chắn là sẽ vô cùng mạnh mẽ và gần như có thể cân được tất cả những tựa game của các bạn chơi ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là PUBG hay là một số những tựa game hardcore khác nữa. Với PUBG thì tất nhiên với con card 1060 6GB này thì các bạn chưa thể chơi được ở mức max setting, nhưng mà ở những mức khác thì nó hoàn toàn có thể chiến một cách vô cùng mượt mà với FPS rất là ổn định. Hoặc là nếu như bạn có nhu cầu chơi PUBG mà ở cấu hình là max setting thì bạn chắc chắn sẽ phải bắt buộc nâng lên card tầm 1070 hoặc là 1070 Ti, thì lúc đấy nó mới là dư xăng để chơi PUBG max setting được. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một bộ nguồn Seasonic để có thể cấp nguồn được cho cái chiếc PC này, và công suất thực của nó cũng rất là lớn. Và với một thương hiệu nguồn tốt như là Seasonic thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng linh kiện cũng như là cái dàn PC này của các bạn sẽ được hoạt động ổn định và mượt mà. Ngoài những cái linh kiện đó ra thì Alpha cũng đã lắp thêm cho chúng ta một bộ tản nhiệt nước dành cho chip. Đây là tản nhiệt nước CPU Cooler Master Liquid ML120L, và tất nhiên nó cũng sẽ có LED RGB, vậy nên nó sẽ khiến cho cái bộ PC này của chúng ta trở nên lung linh hơn rất là nhiều. Và cuối cùng sẽ là bộ vỏ case mà các bạn đã thấy từ đầu video đến giờ, đó chính là bộ vỏ máy tính Inwin 805 aluminium với 3 mặt kính cường lực ở phía hai hông và ở phía chính diện. Nói chung là về vẻ đẹp của nó thì các bạn đã được chiêm ngưỡng từ đầu video đến giờ, vậy nên mình sẽ không phải có bàn luận gì thêm về mức giá khoảng 4 triệu mà chúng ta sẽ phải bỏ ra dành cho nó. Và đó là tất cả những cái linh kiện sẽ có trong cái bộ PC này. Tất nhiên là chúng ta sẽ chưa có ổ cứng, vậy nên là khi mua máy, nếu như các bạn chưa có sẵn ổ cứng thì hãy nên mua một ổ. Mình nghĩ chỉ cần mua thêm một cái ổ HDD tầm 1T cùng với đó là SSD tầm 120GB, như vậy là sẽ rất đủ rồi. Hoặc là nếu không các bạn muốn SSD 240GB thì các bạn có thể lựa chọn đến một sản phẩm, đó là HyperX Kingston. Nó có một phiên bản service với bộ nhớ là 250GB, thì mình thấy là cái
con SSD đó thực sự là rất ngon cho tầm giá, cũng như là cái tuổi thọ của nó thì sẽ là lâu hơn so với cả những chiếc SSD khác ở trong cùng tầm giá. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ đắt hơn tầm 100-200, nhưng mà mình thấy đắt sát ra miếng, và thực sự đó là một trong con ổ cứng mà mình thấy là rất là ok ở trong tầm giá này. Đó, thì như vậy là xong về cái bộ PC này. Tất nhiên là với cái bộ PC này thì mình sẽ không cần phải test game, tại vì hiệu năng của nó chắc chắn là sẽ rất tuyệt vời. i5-8400 là một con chip được rất nhiều người đánh giá cao. Đặc biệt, mình đánh giá đây là con chip có hiệu năng tốt nhất ở trong tầm giá khoảng 4,5 triệu mà các bạn có thể sở hữu được. Cùng với đó thì với cả GTX 10606G sẽ đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm khi chơi game là vô cùng tuyệt vời, với FPS cực kỳ ổn định. Và về nhiệt độ của CPU thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì chúng ta đã có một bộ tản nhiệt nước ở đây rồi. Mình đã test thử thì nhiệt độ của nó cũng không quá cao đâu. Kể cả khi các bạn treo máy trong nhiều giờ thì nó cũng không thể nào đạt được lên đến tầm 100 độ C đâu. Mình đã test thử rồi, vậy nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và ok, đây chính là bộ PC kỷ niệm 14 năm thành lập của bên Alphard. Và khi mua cái bộ PC này thì các bạn có thể được tặng thêm một chiếc ghế gaming, nó có trị giá lên đến là 10 triệu. Vậy nên nếu như đang quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn có thể click vào cái đường link mà mình đã để ở dưới phần mô tả và tham khảo về giá bán cũng như là cái phần quà mà Alphard họ sẽ tặng cho chúng ta. Mình thấy với một bộ PC khoảng 30 triệu như thế này, tính ra thêm các bạn mua ổ cứng thì cứ cho rơi khoảng 3 triệu cho nó dư giả đi, thì nó rơi vào khoảng 33 triệu và được tặng thêm một chiếc ghế gaming nữa. Tính ra thì cái giá trị mà các bạn bỏ ra nó sẽ chỉ khoảng 23 triệu cho cái bộ PC này. Mà chúng ta sẽ có cái gì? Đó là một con chip i5-8400, cùng với đó là một con GTX 10606G đến từ thương hiệu cũng rất nổi tiếng, đó là MSI nữa, chứ không phải là Colorful hay là như Zotac chẳng hạn. Thì đây là một trong sự lựa chọn rất là tuyệt vời ở thời hiện tại. Nhưng mà tất nhiên cái phần quà 10 triệu đó thì nó cũng có giới hạn. Vậy nên nếu như đã quan tâm đến sản phẩm này và cực kỳ kết em này thì có thể qua các trung tâm của Alphard để xem. Và nếu như ưng thì hãy rước em nó về, vì theo như số lượng mình biết thì nó chỉ có 10 cái mà thôi. Vậy nên hãy sắm nhanh để nhận được chiếc ghế gaming 10 triệu đó nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.